Hôm nay mình sẽ tập kỹ thuật phanh muộn. Phanh muộn là khi mình đang cua như này thì mình bất ngờ gặp cái chướng ngại vật gì đấy thì mình sẽ dựng cái xe lên thẳng để mình phanh, sau đó mình mới vào cua tiếp. Rồi. Bắt đầu với GP8 trước. Phanh GP8. Bạn tập ấy thì nên trang bị bảo hộ. Đây mình có bó gối, ít nhất là bó khuỷu, bó gối với găng tay. Và quan trọng nhất là cái mũ. Giáp thì các bạn có thể sắm giáp, nhưng mà quan trọng nhất là đây. Và cả nhất là cái này.